Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật, Nam mô Thiên Nhiên Cổ Phật, Nam mô Tự Nhiên Cổ Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Đây đó, có cơm không có người ăn, có đường không có người đi đâu. Nam mô Di Đà Phật. Đen đó, trời ơi, đổ địa thần tài đó, trời ơi. Ở cái gì á, Nam mô Phật mẫu Diêu Trì Địa Mẫu, Nam mô, hiểu không? Xin bà tâm mê kênh hỏi tư công phải gì là hãy chí xem và đèn qua đèn cà đèn hãy chí xem. Mà từ cho 97 bao nhiêu? À, còn 3. Đúng rồi, nghe trong mơ nha, ông có nói màn 3 tới rồi đó. Sao giật giật hoài sư huynh, gà đó hả? Phải ra làm gì ra, trời ơi, là bị ta quýnh không ai quýnh á, quýnh không ai quýnh là vô cái đầu nè bị thần kinh thực vật à, kinh thực vật thành ra nó bị hay bị là nó hiện tượng tiêu chảy nè, buồn nôn ói rồi nó giật co vậy đó. Yeah. Nó không có chủ động được là bị cái đó đó, cái bệnh nó dài dòng lắm, giờ nói giờ tới sáng nó mới hết. À có rồi nè, đúng rồi có, mình nói cái này hay nè, cái này hay nè. Cái này hay là có lon bia vô là nói nữa nè. Ờ nó nói cái này. Ủa giống dạ? Như là năng lượng. À, ừ đúng rồi, cho bà con bác phát quà nữa. Tới 10 giờ chưa? Mấy giờ rồi? Rồi 20 phút. Ừ, 20 phút nữa, 20 phút. Rồi, 20 phút rồi, mình tận dụng đi. Mình tận dụng đi, tại được cái phút nào mình tận dụng cái phút đó. Rồi bây giờ mình nói gì giờ? Giờ mình nói cái gì đi, vậy này cái gì đi. Rồi, sẽ gọi là cái gì đi ha, chuyện cái gì đi ha. Ờ, mà ta nói cái gì ra cái đó. À, nhưng mà còn cái nữa, cái gì ra cái gì, còn cái đó ra cái đó. Mấy người nữa. À, cho xin miếng đá. Rồi xin miếng đấm nữa. Ừ, có đá phải có đấm. Đừng đá là đá uống bia là, chứ không phải là đá. Đừng có đá tôi nữa, đừng đấm tôi nữa. À, thôi bây giờ mình biết cái gì rồi. Mình nói cái gì đi. Ờ, biết cái gì nói cái gì. Biết cái đó, nói cái đó. Thôi biết thôi, gì nói cái gì. Nhưng mà nói phải rõ ràng, nói cái gì cái đó nha. Ừ, nói cho chuyện phải rõ ràng gì cái đó. Phải, nghe clip của sư huynh là phải là đầu óc phải suy nghĩ dữ lắm á. Mới biết cái gì. Tại vì cũng có nhiều người ta nói mình làm chuyên gia hại não. Không phải, nhưng mà sống phải biết động não. Não động sống động lên. Yeah. Đừng như mặt đơ đơ đúng không? Ờ đơ gì cái cơ. Cái cơ không? Cái cơ hay lắm. À. Nói gì cái cơ nha. Dạ con cảm ơn cậu. Nói gì cái dạ, cơ. Ờ ok, ta. Nói cái cơ được à. Ờ nói cái cơ hay nha. Rồi ok. Nhưng mà nói nãy nói gì trong mơ nha. Mơ thấy cái chuyện phải có ông lão. Dạ. Ông lão đầu cái đầu chọc vậy nè. Gấu dài nè, ông nói chuyện cái cơ. À, cái cơ hay lắm. Để cái cơ nằm đây nè. Rồi cái cơ. Cái cơ thì nó liên quan tới chữ với số. Nè mấy bà con thấy chữ không? Tại sao là 10 nè 1601 2023 mà ngược lại là nè nha, là L đó, chữ L nè, chữ ớ nè, rồi 3 rồi 2 rồi 02 rồi 1 rồi 0 16 đó, nó hay lắm. Rồi 09 rồi 01 đó, nó hay lắm. Chữ V của Việt Nam á hay lắm. Rồi tiếp tục cái cơ nè. Ở gì cậu? À, không có gì, dạ mô xin lỗi cậu, Nam mô Di Đà Phật. Tiếp tục nha, số điện thoại của con là 0348599197. Dạ đó cái cơ đó, đúng cái cơ đó. Nhớ số điện thoại của ta cho kỹ nha. Các ngươi nè, sau này không nhớ, chúc bạn may mắn lần sau đó. Miss Sikara Patakara Kara Sikara Fadi Kara Gửi Sapa Đi Fadi. Nói đúng cái cười. Nói đúng cơ cười. Đúng cơ. Chúc bạn may mắn lần sau. Nó giỡn. Nãy nó đùa giỡn. Còn mấy phút nữa? Còn mấy phút nữa? 17 phút nữa. Đúng rồi. Tại sao mà xem á, mỗi người sinh ra đều có ngày, giờ, phút giây từng khắc là để chấm cái số tử vi á. Họ đúng hay sai? Sao sư huynh, kể luôn sư huynh. Kể phải không? À. Nhưng mà kể mới nhớ lại nha. À. 0934859197. Nghe kỹ nè. À. 100 á mà trừ cho 97 bằng nhiêu? À. Còn 3. Đúng rồi, nghe trong mơ nha, ông có nói màn 3 tới rồi đó. À. Mà ba biết ba gì không? Ba đía, tôi là ba đía. Sao làm đía đía, tôi có biết gì đâu. Màn 3 tới hay sư huynh? Hả? Là kéo cái ba cái màn á, kéo qua kéo lại dưới á, giống sân khấu á, kéo qua kéo lại lúc lúc đâu. Ở đó con dạy con nói con dạy cậu này cũng tốt bụng lắm. Vừa tác á. Cậu gì tác không muốn lên mặt đâu. Trời Bồ Tát Phật nào lên đây mà nói sầm sàm này nọ, ta chốt gần chết. À. Tại vì một cái gì mà Phật cái đề Bồ Tát á là chấn động tam thiên đại địa. Còn mình ra đâu có chấn động cái gì đâu. Nhất cái hai á là họ không dám ra. Đi ra nhiều khi những cái suy nghĩ mà khởi sai một vị Phật như một vị Bồ Tát. À, mà là xuống địa ngục á, đừng nói địa ngục, cái xuống lối đen của trụ mà
kinh khủng hơn nữa, mà khải một sai, một suy nghĩ sai với một cái cổ Phật đó. Đó, quay cổ Phật đi, quay qua quay cái cổ Phật kia, cổ Phật kia kìa. Khi khi tôi chỉ thì đừng quay tôi, đừng chỉ quay ông sai tôi, quay cổ Phật á. Nam mô Di Lặc cổ Phật. Nam mô Di Lặc cổ Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Nhiên Đăng cổ Phật. Nam mô Thiên Nhiên cổ Phật. Nam mô Tự Nhiên cổ Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Di Lặc cổ Phật. Lúc giữ lúc hiền cười ha. Không biết, tại vì tôi không biết gì đâu, không biết à. Cái chuyện đó ai làm tôi không biết. Thì Quỳnh nói mà ba tới rồi, vậy bà con nên làm gì? Không, tôi cái đó không nói, trời Quỳnh đâu bây giờ á nha, Quỳnh nha, tôi không có nói, tôi nói chuyện trong mơ. Tôi nghe cái ông mà đầu chọc có râu dài vậy, ông nói tôi đập lại. Còn lát còn đừng nói tôi nói, bắt đầu lên rồi, bắt đầu nói tôi chuyện thiên cơ. Bậy bà làm sáo trộn lòng dân, ly chi cái này là không được bê tín gì đâu. Ờ, đi làm đúng bất hồ, tôi có đồng bóng ở đây, mình đã pháp được quy định, mình bây giờ mấy ông nói, mấy ông bắt chẹt tôi bắt đầu lên, rồi công an kiếm tôi nữa. Mà tôi yêu Tổ quốc, tôi bảo vệ luật pháp Việt Nam, đúng không? Mấy ông quay phim đó, bóng không cho quay, ông quay chơi gian quá. Ừ, luôn lắm. Nhưng mà ý đề nó là... Là ông kia, ở trong chuyện ông mơ, có ông đầu chọc, có ông dài, hiền dài. Màn ba thì nói bà con nên làm gì? Mà nửa bên trái ngựa, nửa bên đen, vậy đó. Màn ba hả? Điểm bất, trời ơi, làm lành đến dữ. Năm triệu hầu dài, sống thượng tôn pháp luật, vậy đó. À, ăn thở ở đây thì mình phải chọc, mình phải chọc cho sư huynh nói ra, không thôi là sư huynh không có nói, không sư huynh không có nói đâu, cứ cái giỡn thì giỡn hoài à. Thì nói luôn nè, nói thẳng luôn nha. Rồi nói đi. Cái đây trên mạng đang rồi, đập lại thôi nha. À. Bữa cũng nằm mơ cái mình bấm lên YouTube, chị nằm mộng trong mơ mà. Cái có một cái gì đó, quyển sách về Phật Di Lặc cứu kiếp 1971 gì đó, trong đó nó có ghi cái câu mà không biết đúng hay sai, tại mình không biết đúng nha, tôi không biết nha, tôi nghe nó đập lại thôi mà tự kiểm chứng nha, này tôi không rành, tôi không biết rồi, tôi không biết gì đâu đích nôi. Đây đó, có cơm không có người ăn, có đường không có người đi đâu. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Lặc cổ Phật. Có nói gì sai với bà con, tại nói chuyện trong mơ mà mọi người nghe ông kia không nói lại cái chuyện gì đó, không kể mình nghe, tại vì nằm mơ thì có những giấc mơ mình nhớ được. Nhưng mà người trong mộng á thì không biết mình được, mình đang mộng tỉnh rồi biết ờ nãy mình mộng. Dạ, Nam mô Di Phật. Mà con hơi hay bị mộng du á, nhiều khi không biết rồi, con đang ngủ con đi ngơ ngơ đó, còn nhiều khi con lại robot nữa, con sắt đá, sắt đá robot mộng du gì đó của bé Ben á, Ben sắt đá robot người mình tin chung chỉ điểm gì đó, kêu kiểu ai trả đĩa bay lại cho tôi. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Đĩa bay mà không rồi tên Đinh đó có đĩa bay á mà quay về không kịp, mình trả cho nó rồi nó chờ tôi mà nó mất tiêu rồi, nó chạy mất tiêu rồi, làm ơn trả hai đĩa bay lại cho tôi. Nam mô Di Đà Phật. Cứ chạy nó bằng hai cái mới được. Sư huynh có nhiều cái bí ẩn mà giấu rồi, mới giấu nói hết trơn còn tạm hiểu thôi chứ cháu gì cháu bên này lộ đi. Thì lộ phải đi ra lộ mới lộ được. Ừ, mình quá. Nếu mình đừng hối lộ nha, không có lộ ai đâu. Mình sống lộ mới đi ra lộ mới lộ. Chứ sống rồi phải cho thanh liêm, cần kiệm liêm chính. Rồi đó, nó bán không sư huynh? Dạ. Non nó bán không? Không. Giờ mà đổi 1.000 tỷ ra nguyên núi vàng lại cũng bán. Trời ơi. Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc đâu. Ừ. Đúng rồi. Nhưng mà ai mà làm động tác này tặng, ai nói được mà cái gì mà nhân ái nè, ái nè, ai nói cái gì mà ái nè, ai nói cái gì mà ái không biết tặng liền, ai nói một điều gì mà ái chưa từng nghe chưa từng biết tặng liền, không cần đổi núi vàng đâu. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Cổ Phật. Ở mấy giờ rồi chuẩn bị đừng để bà con bắt giờ tội nghiệp đó. 10 giờ. Dạ chưa chút xíu. Dạ rồi, mình trò chuyện đi chút xíu đi. Dạ dạ, nhưng mà nhớ cắt nhỏ lên clip mà 8 10 phút 10 phút rồi 8 phút 10 phút vậy cho vui. Thì nghe nhưng mà chán mà nhiều tập với đó bắt đầu được view tăng lên, mấy cậu có tiền có tiền, nhiều khi con nãy mấy cậu bao nước con á, thấy tốt bụng này giống như cậu thả mấy cậu này chở đi bao nước con hay những người tốt không mà, bởi vì cố gắng giúp những nhiều youtuber này để cho mà phát triển phát huy lên. Nhưng mà đừng làm sai pháp luật cho cậu, làm mình phải đọc lực cái kỹ của lực quay phim, lực ghi hình, nghiên cứu lực kỹ thì ấy làm mình. Thì cậu có cần gì cậu điện con điện luật sư Sài Gòn của con xuống. Dạ, nó mua Phật nó gì thật có Phật. Tại vì luật sư con thấy có 30 triệu một tháng à, mà con cháu rồi không hoài, ông chưa làm gì ông rồi, mà mấy năm nay ông chưa một đụng cái chuyện gì hết trơn, mà ông gây giúp từ lực trong nước, lực ngoài nước, lực quốc tế dũng lắm hết. Bạn đang nói chuyện bơi mà con nghèo chết thì nó mời luật sư. Vô làm vô cái nhập điện rồi, điện là có điện lại. Có điện rồi điện. Mấy anh điện nhiều điện là bông điện điện á. Mày qua không nghe coi nó bông điện điện á. Mấy điện nhiều điện. Mấy anh điện nhiều điện không? Nè. Thầy khùng cho lại quá điện nghe tao nói vậy đó biết phải không, nhưng mà là người khùng là ai nhớ đừng làm khùng. Làm mày làm giỏi làm điên thôi.
Nhưng mà thấy hết điên rồi, có không bị tâm thần cái vô chổng rồi, có giấy xuất viện rồi, không sao. Được không ai? Vậy là mình đi khám là có giấy luôn hả sư huynh? Giấy luôn hả? Trời đã rồi. Một giấy trong nước, một giấy của quốc tế. Bệnh viện Pháp Việt, mã số 0099 đuôi à. Nhớ luôn ha. Trời. Mà còn nhiều mã số nữa đó, đọc lên mà tra hệ thống lên trên mạng mà tra cái là ra hết trơn. Bởi vậy nhiều khi mà đụng chuyện cái móc thẻ là xong, mình có nhiều thẻ, tới 5 thẻ rồi, thẻ trung ương nuôi cấm. Thẻ số 5. Dạ, không mình xin lỗi không biết phải vậy không, tôi nói bậy bạ, nó xàm đi á. Đụng chuyện là cái gì cũng có chứ ha, thẻ nào cũng có chứ ha, thẻ tâm thần cũng có luôn. Thẻ trung ương cũng có luôn. Ta bệnh á. Nó có cái hẻ đỏ, hẻ vàng phải không? Còn tôi có hẻ đen. Cái này hay lắm. Cái này cực kỳ hay. Hẻ này tôi biết đó mà. Tại vì giả bộ đồng mơ đó chị Dương Bơ nha. Cái ông già ông kể là con ơi con hỏi mình, tại sao người ta gọi núi bà đen, không phải núi bà đỏ, bà xanh, bà tím, bà vàng, bà nâu, bà gì nữa mà phải núi bà đen. Tại vì kim, mộc, thủy, quả, thổ. Thì cái mộc nè là màu xanh, đây mộc màu xanh. Rồi tới thủy là màu trắng, thủy thì nước cưới cho cây, rồi tới quả là màu đỏ, quả đốt gì, quả đốt cây, quả kỵ với thủy, rồi tới cái gì đó cậu, rồi cậu lát cậu nhớ vợ rồi, kim mộc thủy quả thổ, rồi tới gì kim, chứ là gì màu gì cậu, kim màu vàng, đúng rồi, gọi là nó kêu là huỳnh, kêu là huỳnh long á, là vòng vàng hơn, phải vậy không ta, giả bộ vậy đi, rồi tới màu gì nữa. Mới nói gọi màu gì nữa? Để nhớ đi. Mình nhớ rồi mình hỏi lại coi bà con này có nhớ ai nhớ không? Màu xanh hả? Màu xanh mới nói màu xanh rồi, nói rồi. Một màu. Núi bầu đen bà đen đó, trời ơi. Thổ địa thần tài đó, trời ơi. Rồi cái gì á? Nam mô Phật mẫu Diêu Trì Địa Mẫu, Nam mô, hiểu không? Xin tâm mời các hỏi tôi có phải gì là hãy chia sẻ và đăng phát cái này, hãy tôi vô video đăng phát cái này. Phát này. Họ lát làm mặt xanh, họ đỏ lát làm xanh. Rồi mình làm được không? Làm được. Được, mà chiêu này giấu không nổi. Từ từ, làm nữa tôi quýnh chết. Rồi làm nữa mới xanh, nửa đỏ, làm nữa rồi nửa đỏ nó xanh, làm được hết rồi. Nhưng mà giấu lại đi. Trời đâu hả? Tại nó nổ chứ biết đâu làm. Nổ chứ biết đâu làm, không biết gì đâu. Trắng đi. Ồ, không làm đây, không làm trắng mình đã đen rồi, sao làm trắng được, chuyện làm bữa khác rồi. Làm mặt đỏ gặn quay của siêu quýnh. Gặn nè. Gặn dừa hay lắm á nha. Gặn tre hay lắm. Tại vì cái gặn là gì? Nó gọi đằng tre đã nằm ở một cái dề nè, là ở trên nó là lá phải không, rồi tới thân nè, rồi tới cái gốc cái rễ, mà mấy cái gốc dừa là nó bám sâu xuống lòng đất kinh khủng lắm, để hút nước mà hút lên mới lọc ba không như tầng nó kết tinh. Bởi vì ông đạo dừa ông khôn, nó uống nước dừa không à, không uống cái gì hết nước dừa với lại nước suối, với lại có ông đạo ông khùng uống bia nữa. Ông vô ông đạo dừa để uống tới ba nước mà suối cho nhớ tới suối vàng, ai cũng sẽ chết. Nhưng mà trước khi chết đó, từng giờ từng phút từng giây mình sống làm sao cho ý nghĩa, lại người lại mình, đừng có làm cho hại người lại hại mình. Vậy đó, Nam Mô Di Phật, không như là có Phật. Sư huynh thay đổi máu huyết, tóc trắng thành tóc đen, bỏ hình tóc đen thành tóc trắng, cho nên là nãy nói là sinh năm 1905 phải không? Nhớ cái trong chuyện mà kiếm hiệp nó đọc sách nhiều lắm. Có cái chuyện mà kiếm hiệp mà của của năm vị á, thì có là cái gì tay độc ông Dương Phong nè đó, rồi là mấy vị kia nữa, mà có cái gì là Dương Trùng Vương á, hay lắm, rồi cái là đệ tử không phải sư đệ á, thì cũng lăn liền phá ăn mật ong á, rồi luyện tâm này nó như hài lắm, ông nó hài lắm, tôi cũng thích ông đó. Đó nhỏ đó, ông long rồi hiểu không, nhỏ thôi. Nó lớn chặt đầu bây giờ nhỏ im cho chim ngủ rồi lu bu con chim cu lắm. Em gần cái nhiều chim cu lắm, gần này nhiều gần năm cái tiên á, nhiều con chim cu lắm. Nhưng mà con gì phải con biết gì chưa, đà điểu ha, mà đà điểu ở trên Đà Nẵng á, ở mà Đà Nẵng biết đâu đâu, Đà Nẵng ở trên chỗ mà Đà Lạt, ở Đà Lạt là núi cấm miền Tây đúng không, lâu mới quên núi cấm là Đà Lạt miền Tây gì đó, nãy nghe mấy cái lò anh nó nói vậy. Nhiều khi giờ mình không biết nói cái gì luôn, xin lỗi bỏ qua nha, để chuẩn bị cái thần kinh nó không chưa có liên kết được, cái cổng này chưa liên kết cổng kia, nó chết nó làm cái chùm được.